Xin chào các bạn. Xin bạn các bạn. Đi. Cho các bạn xem cái clip mà một chiếc xe hơi nó tông vô trong cái tiệm T-Mobile ngay Bonsa với đường Brockhurst nè. Ghê lắm. Một chiếc xe mà cái chị kia ở Arizona qua anh. Rồi. Chút nữa đi, chút nữa có bà ngoại với anh hai kể luôn. Bữa nào? Hồi bữa ngày 14 á. Bữa đám giỗ bà ngoại á. Cái clip này là clip ưu tiên. Mình sẽ post trước để cho mọi người cập nhật thông tin đó. Còn mấy cái clip kia là phải post sau. Đang post cái series bà Linh đi về Việt Nam. Đang post cái clip đó, cho nên những cái clip này là cái clip này thì mình ưu tiên post trước. Trời ơi, không những anh hai giống ngoại thiệt á. Nhìn mặt anh hai nó ui, giống ngoại ghê luôn. Thế là đó, như đó, đại trong đó, bay vô trong luôn, ghê gì. Bay vô trong tiệm luôn á. Có ai bị gì không? Có hai người bị thương. Một người khách với lại một người manager bị thương. Tiệm điện thoại mà con hay tới, con làm á. Mua cái điện thoại cho má đó luôn đó. Bữa có chụp hình đó. Ủa các bữa có chụp hình cho mẹ đúng không? Phải cắt ta. Ở xích bao vẫn sáng cắt hư rồi. Có sao không? Có hai người bị thương mất. Vậy à? Ừ. Kéo ông ra cắt. Không đi gần mà không sao đâu. Nghe ta. Coi vấn đề nhà nè. Luôn nè. Cái gì? Cái xe nó tông vô nè. Tông vô cái cửa tiệm T-Mobile nè. Mà cũng may á là tông cái bên mà cái bên trống á. Chứ nếu mà tông cái bên mà nhân viên đứng ngay cái quầy này là trời ơi, không biết sao luôn á. Cái người, cái cô nhân viên đó, cổ nói là dù cũng may, coi như là hoảng hồn luôn á. Tự nhiên giống như kiểu đập thắng, đập ga đó. Lớn nhỏ, vợ trẻ. Cũng lớn mà đi Arizona mới qua. Chắc đi xa rồi, chắc mệt hay sao á. Từ Arizona qua. Cái bản số đó là bản số Arizona. Nhưng mà thông tin chính xác thì mình chưa có nắm, nhưng mà cái người ở trong cái nhân viên ở trong cái tiệm này người ta kể á. Ồ ghê mà. Hết hồn hết vậy chứ. Hú hồn không chắc ha. Chắc mình vậy dám chịu. Ghê ha. Nè, nó tông từ lọt nhưng mà nó ở khúc ngoài này nè. Khúc này là không có người. Mà cái bên này là thường thường khách hay đứng ở chỗ cái quầy để người ta làm người ta ấy điện thoại đó. Mà trong bên đây là tiêu luôn á. Mà cái cô này cổ không phải là cổ là người đi vô trong T-Mobile mà cổ đậu xe thôi. Cổ đậu xe cổ đi mua cái gì vòng vòng đó hay sao á. À con gái hả? Ừ con gái. Ấy. Có cái gờ ông ta sao leo lên cái gờ luôn ghê. Trời mà đạp cỡ nào là ông leo. Ga mà nó nhấn á anh Phúc Hoa. Nó nhấn một cái là cỡ nào cũng leo hết á. Đang đậu xe sao mà đạp. Bữa gì đó thấy cái xe gì Tesla mà bãi từ bên này đường qua bên kia đường á. Tiệm Thanh Thế hả? Không, tiệm Thành Mỹ. Thành Mỹ. Trời ơi, chui trong nhà hàng á luôn. Mà sao bay từ bên này qua bên kia đường luôn. Thì là nhấn ga mạnh mà thì nó bay. Mà thân may là không có xe băng ngang đâu nghe không? Đúng rồi, băng ngang là xong luôn rồi. Có sao không? Đợt đó chắc hình như cũng không có sao. Không, bữa đó không sao á, không ai bị gì. Hơn ghê ha. Má bay từ bên này đường nè má. Mà bay qua bên này đường luôn. Ghê. Bên này, mà bay qua bên này luôn. Ghê. Sợ quá ha. Cái chỗ đó con hay ấy. Còn chị Hương á, mới gọi chị sáng nay nè. Chị Hương chỉ nói là thứ tư này chị đi mổ. Mổ sắp xương lại. Trời ơi. Vậy là nó vùng xương đó sao mà sắp xương.
sắp xương lại xong rồi rồi chỉ nói là chắc có thể chỉ về Việt Nam. Ừ. Tại vì ở đây đâu có làm gì đâu. Không có làm rồi sao mà Việt Nam ai nuôi? Chị nói bây giờ mấy ông vô bệnh viện. Mà giống như nếu mà ở đây thì chị cũng phải mướn nhà, muốn chị ở thì cũng tiền đâu mướn. Ừ. Rồi không đi làm, tại vì bây giờ nếu mà xong cái này là một năm sau là làm là không có làm được việc nặng luôn á. Dạ. Không có làm việc nặng được. Không có dụ như chặt gà, chặt đồ là không có làm được rồi đó. Ừ. Cái tay nó còn bị tay trái, tay phải. Tay phải. Tay phải mới sợ đó. Tay trái còn đỡ ha. Ừ, tay trái thì mình không có đường lại. Ừ, mình không có làm cái tay phải là mình hay làm tay phải. À. Còn cái này chỉ bị tay phải, dụ chặt gà, chặt đồ cũng phải làm tay phải với bộ. Ừ. Đó, chị nói là không có cho làm cái gì nặng hết á, làm nặng là nó gãy lại. Bây giờ chỉ nói là tính là con tháng 6 này ra trường là chỉ mướn nhà chị ở đỡ tháng 6 chỉ ra chờ con chỉ ra trường xong chỉ mới về Việt Nam. Ừ. Cái con mới nói thôi giờ tính tới đâu rồi tính tới đó đi. Đúng là ngheo gặp cái éo mà. Thì cái clip này sẽ lên trước cho nên là cái những cái clip trước á thì có nói là chị Hương bị gãy té gãy tay có kể rồi, nhưng mà tại vì cái clip này lên trước cho nên mọi người có thể cập nhật thông tin lại là chị Hương chỉ đi xe đạp, chỉ một tay chỉ cầm cái tờ giấy, một giấy tờ, với một tay chỉ lái xe, sẽ phải chạy xe đạp, cái chỉ lên cái bùm á, chị dằn lên trên cái bùm cái chị té cái chị gãy tay. Gãy tay xong rồi chỉ bây giờ bác sĩ kêu là mổ thì 15 ngày á, báo bột ấy quên, mổ thì 15 ngày tháo băng. Ừ. Còn nếu mà bó bột á thì hơi lâu. Ừ. Nhưng mà nó sẽ bị lại, nãy chị nói sơ sơ cho con nghe vậy đó, mà cuối cùng là quyết định là mổ. Ừ. Mổ để sắp xương lại thì 15 ngày là tháo băng rồi. Ừ. Nhưng mà một năm sau thì nó mới làm. Trời kỳ vậy. Nó mới lành hẳn á. Vẫn đi làm được gì coi. Ý là chị nói đi làm thì đi làm việc nhẹ chứ không có làm việc nặng, không có cho làm việc nặng. Mà em mới nói, con mới nói là thì bây giờ tới đâu tính tới đó đi, để bây giờ coi làm tay coi như thế nào. Rồi chị nói là tại chị không có muốn ở nhờ, sợ phiền á. Mấy bây giờ thì ở chỗ đó thì cứ ở đi, thì chừng nào tới đâu tính tới đó. Ừ. Tính bà nó gãy tay á, nó gắn cây inox vô nó làm quá trời chuyện luôn rồi, làm sửa xe rồi nó làm nặng quá trời sao đó. Không, ví dụ như chị nói là nấu ăn này kia thì được, nhưng mà ví dụ như làm những cái gì mà chặt gà, chặt cái gì hoặc đâu. Là xích sắt nặng cái gì đó thì bác sĩ cho bỏ cây inox vô đi. Bỏ cây inox vô hả? Thấy bạn nó bỏ cái inox vô nó làm trời ơi, nó thay vỏ xe được, nó chặt gà nghĩ gì. À, mình có bao giờ chặt gà đâu mà lo. Em nói con nói chặt gà thì để vô ngoài chợ người ta chặt hết đi. Rồi mình về rồi. mình nấu thôi. Không, nhiều lúc giờ mới đầu mà sợ thì thôi, hiểu không? Ừ. Với là chỉ nói là lo. nếu mà người ta mướn mình làm mà mình làm mà mình không có làm á thì cũng kỳ. Cho nên là không muốn vậy. Ví dụ như mà làm là phải làm cho nó đàng hoàng. Còn không thì không. Để có làm không có tiền là về Việt Nam tiền đâu, rồi về Việt Nam là đâu vô bệnh viện tiền đâu mình nộp bệnh viện. Con nói là thôi cứ tới đầu tiên tính đó, đừng có tính xa, bây giờ chị cứ việc lo hiện tại trước đi rồi cái kia từ tính. Cái chị nói ok, rồi tới nhà thờ rồi có gì chuyện sau. Oh,
ba tập lưng mẹ đi. Đau lưng. Nói đau lưng chứ không đập mẹ à. Kỳ. Tập xa đó. Em qua đi massage là cổ nó là massage xong là qua ngày xong sau nó sẽ rất là ê ẩm. Mà nghiêng qua đây thì nó đau mà. Nghiêng bên này nó là cái sao bữa nào mà dắt đi nha. Đã lắm. Nói chung là bị mấy cái mình bị mấy cái cơ nó bị vôi nó đóng. Nó sụ phùng lên. Chừng nào con muốn đi mày dắt con đi. Ok. Ngồi đi kìa. Ngồi xuống đó đợi mà bà ngoại. Mà là gì? Hả? Đợi mà. Bà ngoại, bà ngoại. Đợi bà ngoại. Má kêu mà. Tám đi đi massage một tuần sau đi nữa để coi coi như thế nào. Với lại có làm tay chân nữa, dắt cho bà đi nữa. Bà đi rồi kép đi nữa. Có khi đã có khi đau, có khi cũng đau. Thì cái chỗ mình bị cứng cái vôi á, nhấn nó đau mà hồi nó phải mềm. Mày bị cứng nhiều chỗ lắm mất kép. Cái da, cái lưng của mẹ có bên thấp bên cao. Để kép coi sao. Còn ai cũng bị hết đó. Đúng rồi, đó là những người trẻ trẻ cũng đi nữa. Bị cái dai á, hai cái dai của mẹ á. Nhất á. Xong cái cũng làm đã. Nay mình có đi đâu không? Có ăn không? Ăn phở mà xoay luôn. Có gì thao không? Có gì thao. Cậu Phúc. Có cậu Phúc. Cô quên mẹ để bên đặt chính chỗ cái đó. Kẹp cái gì? Cái dù. Ngoài ra cái đi. Cái gì thao? Dạ con khỏe. Con rất là mẹ. Dạ. Trời ơi, mừng quá con. Không mừng gì Thảo. Gì Thảo vui quá. Dạ. Dạ. Ăn mừng trước khi cậu Phúc về chứ. Trời ơi. Trời ơi. Đâu có đăng mừng đâu. Trời kỳ vậy. Trời cho dễ văn mừng. Rồi cố gắng. Dạ. Mừng cậu. Cái gì cũng vậy. Từ từ. Đúng không? Oh my god, I love phở. Anh Phúc bữa giờ đi qua bên Cali chơi vui không? Vui. Bữa giờ có đi chơi đâu đâu. Qua chơi với má thôi. Chủ yếu là chơi với má mà. Không đi chơi đâu vậy? Má có cái gì đâu chơi. Ăn uống trong nhà không à. Chơi với má vậy thôi. Hôm nay dắt anh hai đi ăn phở hoa xoan. Phở hoa xoan. Giờ giấc của phở hoa xoan có thay đổi nha. Từ 10 giờ tới 7 giờ tối đóng cửa trễ hơn 1 tiếng nè. Thứ tư đóng cửa nè, không có làm nè. Thứ bắt đầu thứ sáu, thứ bảy là 9 giờ sáng là mở cửa sớm hơn tiếng và cũng đóng cửa 7 giờ. Chủ nhật cũng 9 giờ sáng mở cửa nhưng mà 6 giờ là đóng cửa rồi. Hoa xoan nè, để đáp ứng nhu cầu của quý khách kể từ ngày 1 tháng 5 2023 chúng tôi sẽ thay đổi giờ mở cửa như sau đó. Chưa. Anh hai ăn gì? Ở gà chặt để riêng. Anh ăn gì? Quê hầu ngân sách. Quê hầu ngân sách. Nghe này nó mừng quá. Con biết rồi.
Anh đi chơi. Đúng rồi. Em cũng giận má. Má sợ ông Quang ăn gà. Má sợ ông Quang ăn gà của Phúc ạ. Especially like, let's say you eat like burgers, and then you want to like, you know, it gets more like, the fries gets crispy in the mouth. When you air fry it, it's actually crispy. Yeah, you know. So if you're at home with your board, and you have a bunch of like, gas fries, put it back in the air. Gầu bò viên không bánh. Đây, gầu bò viên không bánh của bà Tám. Ăn phở mà không lấy phở vậy mới ghê chứ. Mập lắm rồi, sợ lắm rồi. Quyết tâm rồi. Tâm ăn phở. Vậy hả? Thao có mập đâu ha, ốm nheo ốm nhách rồi. Trời ơi, ốm nheo ốm nhách rồi. Khép lên ở đây không ai mập hết á. Bà Tám ăn rất là đặc biệt và rất là ngon. Giá nè. Giá với thịt thôi. Tô này gồm có gì thơ? Bò viên với thịt với giá. Gầu, gầu, thịt gầu. Gân nữa. Không có gân. Gầu thôi. Ngon quá ha. Bà ngoại nhìn kìa. Ngoại nhìn nè. Ngoại nhìn mê luôn. Xin mời má. Ăn trước nha. Đói quá. Ôi, tái nạm gầu gân. Tô nhỏ bánh phở đặc biệt. Ngon quá luôn. Cái này đặc biệt là có cái hành trần trần với lại dầu giấm. Hành tây tương ớt. Này là phở đặc biệt của Khôi. Đó, ngon không? Rồi. Rồi ăn đi con. Thôi ăn đi. Này có bạc hả? Đây đây. Đây là tô đặc biệt của Thao. Rất là ngon luôn, rất là ngon, hấp dẫn. À, anh Thiện là phở gà. Phở gà. Bà Tám đã ăn xong. Ăn hết giá hết thịt. Còn nước không. Nhưng mà nó vẫn no như thường. Tại vì cái nước phở nó ngon, mình ăn với rau nó mình mới thấy ngon đúng không? Cái nước là ngon nhất. Cái bây giờ tô mới ra tại vì bà Tám ăn quá nhanh. Nước nó ngon. Cái không có hành. Anh Quang ảnh ăn xong rồi. Ngon không anh Phúc? Mấy của bà ngoại. Bà ngoại là phở gà. Má sợ má bỏ ớt vào chừng cây má ơi. Má ăn phở gà hả? Má ăn phở gà. Đi qua chừng cây má. Chúng ta đã ăn xong xuôi. Phải đi về để đi công chuyện nữa. Rồi công nhận phở ở đây rất là ngon luôn á thơ. Như là ai mà đến Nam Cali á, nhớ đến đây ăn phở Hoa Xoan. Tại nhiều khi á mình thèm phở á thơ. Rồi mình ở xa chỗ nào mình cũng chạy tới đây ăn. Tại mình nhớ cái hương vị nè. Mình nhớ cái phở là kiểu như nấu kiểu phở Bắc á, mà nước rất là trong, nó không có bị béo ngậy á, của mỡ này kia, nhưng mà rất là béo mà ngon lắm. Mọi người nên đến thử là sẽ ghiền luôn á. Sẽ ghiền á chứ không phải giỡn đâu. Rồi mình đi về nha. Bye bye Thao. Bye bye bye. Hả? Tính ăn thằng Tô nữa hả? Mà ăn thơ hối quá mà. Thơ hối quá.
tay dắt Phúc đi ăn tiếp. Phúc thấy sao phở ở đây nói đi. Ăn thêm tô nữa, nó bối quá. Cảm ơn chị. Đâu có gì đâu, mai mốt có dịp gặp. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Ngon quá, muốn ăn tô. Ngon quá. Nó hối quá. Nó hối quá là tại vì thơ hối quá, thành ra anh hai phải đi về. Ừ, phải về, phải về. Ăn mới nửa bù. Hôm nay là ngày kính Chúa thương, kính lòng Chúa thương xó. Đại lễ lòng thương xó. Đó, cho nên là phải ra Đức Mẹ livestream 3 giờ đọc kinh nè. Phải đi nè. Ừ. Có anh Trúc Hồ ngồi ngoài đây nè, đó, anh Trúc Hồ cũng đang ngồi ảnh ăn phở nè, đó, nãy có nói chuyện với ảnh á để ra xe tắm kể cho các bạn nghe. Tám nãy gặp anh Trúc Hồ cái tấm đấy. Chỗ hôm bữa em nói em xin phép anh cái bài khi ta xa rời nhau. Để em thâu thì trong cái USB mới của Tám cũng có bài đó đó, cái ảnh ấy có người gửi cho anh nghe em hát bài đó hay lắm. Trời ảnh khen ta. Cái xong ấy Tám mới nói có cái liên khúc của anh á mà em rất là thích, em có hát với Thành Lâm cái liên khúc đó mà cái ảnh nó trời cái bài đó khó hát quá. Cái nó dạ em có hát với Thành Lâm. Cái ảnh nói ok cứ việc muốn hát bài nào cứ việc hát đi. Nhưng mà nói ảnh tiếng. Mà anh Trúc Hồ nói á anh. Ừ. Ảnh nói là cứ việc hát đi nhưng mà phải nói ảnh tiếng để ảnh báo cho đúng mấy rồi, cái người nhân viên của anh để đừng có làm người ta nào đừng làm khó mình. Đó, anh nói vậy, trời cảm ơn anh Trúc Hồ. Mau chạy giặt đi. Ăn no quá, ăn không ăn bánh mà nó cũng no quá trời luôn. À giờ mới đọc kinh mà sao đi sớm mày. Đâu tại vì Huy Tuấn tới đón con á. Dạ. Đón con 2 giờ kém. À. Tại vì ca sĩ này kia phải đi sớm để chuẩn bị hát hò nữa đó. À. Nghĩ sáng là mới 1:09 hả? Ừ thì về nhà là cũng 2 giờ kém rồi. Về cái là phải đi liền luôn. Mẹ hẹn người ta mà đúng phải đúng giờ. Đúng giờ rồi. Ừ. Trễ lắm. Bây giờ phở dậu là đổi giờ là 7 giờ mới đóng cửa nha anh. Gì phở dậu? Em quên lộn. Phở hoa xoan. Phở hoa xoan. Mà đổi giờ rồi là 7 giờ tối mới đóng cửa cho nên mình có thể mình đi ăn buổi tối được. Chiều tối mình vẫn đi ăn phở hoa xoan được. Bây giờ đóng cửa. Bữa có 6 giờ là đóng cửa rồi. Mà giờ 7 giờ mà trừ chủ nhật là 6 giờ mới đóng mà đóng cửa thôi, còn tất cả mọi ngày là 7 giờ mới đóng cửa. Cho nên nhiều lúc chiều mình muốn đi ăn phở hoa xoan má. Thế mình nó chết rồi, giờ này đóng cửa rồi. Thì mình bây giờ là 7 giờ tối một chút xíu ăn được buổi chiều. 5 6 giờ là mình đóng mày ra cũng con mặt trai má. Ừ, đúng rồi, giờ này giờ còn giữ 7 8 giờ. Sắp tới là 7-8 giờ mới còn mặt trời. Thôi clip đã quá ngắn quá dài. Dài. Bây giờ mình phải up cái clip đây đi về nhà. Tám phải chạy đi với lại ca sĩ Huy Tuấn đi ra Đức Mẹ để livestream cái đây hả? 3 giờ. Không có thay má. Ủa, ơi không thấy bữa nay hôm nay là lễ kính lòng Chúa thương xót két. Hôm nay ngày kính hồi nãy á quên không có quên kể cho má nghe cái cô cái cổ gọi cho con. Ừ. Lúc mà trước khi ăn phở cổ nói là chút nữa trưa nay ra Đức Mẹ nhớ cầu nguyện giùm con của cổ má, bằng tuổi con là sinh năm 70 mà cách đây năm 2018 á, là bị nguyên một cái khối u ở trong cái bụng á, mà bằng trái banh luôn á, lấy ra mà bác sĩ nói là hên là nó không có bị giống như là di căn, giống như là cũng là ung thư cái bụng á, cái cục đó đó, lấy ra nó là coi như là cũng hay là may là nó không có bị di căn. Cái xong tới bây giờ nè tự nhiên cái mọc một cái cục bằng trái chanh ở dưới chân á. Nhưng mà bây giờ nói là không chữa được. Nếu mà có mổ thì có 6% thôi à. Cổ khóc quá trời luôn á. Kỳ một cái chứng mà nguy hiểm hơn trong bụng luôn. Tại vì cái đấy là kêu bằng nó mấy năm sau nó di căn.
giống như bởi vì người ta nói là cái người nào mà đã từng bị rồi á thì nó rất là dễ bị lại. Hiểu rồi. Tại vì hồi trước cách đây mấy năm đó, ngày 58 là bây giờ nhiêu? Năm sau là nó cho nên là ai mà bị giống như trước đó là bị ung thư mà lạnh rồi á cũng phải cẩn thận, phải ăn uống cho nó cẩn thận chứ xong nó một cái cục ngay chỗ cái chân á mà bây giờ không chữa được luôn, không biết tại sao. Mà cổ nói mà bị mất sóng tiếng được tiếng mất á, con cũng không có dám hỏi lại tại vì người ta đang buồn, người ta đang cảm xúc động á. Xong con nói ok để trưa nay con ra con gái mất. Trời ơi, tội. Bây giờ giống như chị Khanh kể đó. Xong rồi cái cuối cùng có một cục mập con đây nè. Là phải sao cẩn thận liền. Ung thư nhiều lắm nè, sao thấy sao vậy? Ung thư nhiều lắm. Bây giờ năm mấy mấy biết được đâu nó bằng tuổi con á má. Cũng bị đó. Sao giờ thấy nghe nhiều lắm. Có gửi tên tuổi không? Có gửi má. Có gửi nói là có gì trưa nay bác cứ theo dõi rồi đọc kinh chung á. Cũng phải theo dõi rồi vô đọc kinh chung rồi xong rồi bắt đầu mình cầu nguyện cho con của bác được mơ chữa lành. Tội ha, mẹ mà nghe con như vậy tội. Cổ nói tới cái câu mà bác sĩ nói là còn có 6% là cổ khóc rồi. 6% phải phép màu, phải có phép màu mới được. 6% làm sao? 6% để sống á. Ít quá. Cổ nói là trời phải chỉ là nói 50% đi mình cũng có hy vọng, còn cái này có 6% mà quá ít luôn. Vậy mà giờ Vương Hương á, anh Phúc có coi có thấy không? Vương Hương mà em của Lương, chị của Lương Vũ á cũng ung thư đó, tưởng là coi như bác sĩ chê hả má. Đem về nhà đó mà uống ăn trái cây rồi uống yến này kia đó là bây giờ là bình phục luôn á má. Nói là mừng coi như là nhờ phép màu, với lại nhiều người cầu nguyện cho chị á. Xin cầu nguyện nói chung là cũng coi như là hy hữu lắm, trường hợp cũng hy hữu. Tại vì ba của Vương Hương á hồi xưa cũng ung thư luôn, cũng bị chê luôn, coi như là bó tay luôn á. Cái xong cái về cái thoát luôn á, muốn ăn uống sao không biết nữa mà tự nhiên thoát qua khỏi ung thư mà sống tới bây giờ luôn á. Trịnh Cung á, Trịnh Cung họa sĩ Trịnh Cung á nổi tiếng. Đấy, họ bị kiếp vậy không? Không biết kiếp thì không có hỏi, nhưng mà làm như là lặp lại lịch sử á. Cha rồi bây giờ tới con má không? Lặp lại lịch sử luôn. Rồi cái lúc mà buồn quá trời là Luân Vũ buồn quá trời, con mới nói là hy vọng đi, đừng cầu nguyện hy vọng đi, cho hy vọng đi. Xong cuối cùng nó cũng hy vọng là nếu mà lặp lại lịch sử giống như ba á thì quá may mắn không? Ai nhà đâu lặp lại lịch sử thì Vương Hương bây giờ khỏe khoắn, đi ra ngoài chơi dưỡng bệnh cũng mừng má ha. Nghĩ là lúc đó là nghĩ là xong rồi đó. Không có hy vọng gì hết á. Hôm nào con thấy cái ông nó lên làm chứng, nó đứt mẹ cứu ông rồi. Ông cũng bị ung thư á. Đúng rồi, cái bữa ở chỗ đứt mẹ ha. Cái anh mà hát gì anh hát. Tú đúng rồi, anh Tú á. Ủa sao anh nhớ tên hay quá. Nhớ hay không? Nói như anh Tú luôn. Không, mấy cái vụ đó má nhớ lâu. Alo. Em tới rồi chị ơi. Chị sắp về tới rồi. Chị sắp về tới rồi nè. Từ từ chị nha. Chờ chị xíu nha. Bye em. Thấy không? Ta tới sớm chưa? Bởi vậy con mới gấp là vậy á chứ. Cà rề là trễ rồi, người ta tới rồi nè. Thôi, clip đã.
quá dài. Quá dài. Bây giờ lần thứ hai, xin chào tạm biệt và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nhớ vô ủng hộ cho kênh Phúc Quang Lê Official. Bữa giờ kênh YouTube anh Hai sao rồi? Sắp 5.000 hả? Trời ơi hay ghê chưa. Nhưng mà có quay nhiều không? Đó, mới quay. Mới quay hả? Nhớ vô ủng hộ kênh của anh Phúc nha các bạn. Cảm ơn cả nhà. Rồi. Vui vẻ hạnh phúc. Rồi bye ok. Bye bye, like clip sau. Dài chút nữa. Phúc rành ghê. Rồi bye bye mắt. Anh bye bye đi anh. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.